Đấy, người ta dệt dệt cho anh dệt đấy. Vâng, vẫn dệt mà. Người ta vẫn mặc quần, những ngày lễ hội ta vẫn mặc quần áo truyền thống mà. Cái sợi này làm bằng gì hả? Sợi cây lanh ấy, chính là cái sợi mà ở ngoài ấy chị. À, cái ta phải về lại. Ngô xong phải trù cái cây này. À, muốn chụp cùng bà thì ta ngồi ngồi cạnh chúng, chụp cùng bà. Ngồi cạnh bà luôn. Ngồi sát vô. Ngồi sát vô bà. Thì bà đang chờ, bà đang chờ. Đang chụp cái gì cho mọi người chụp. À, đây xong mình đứng lù lù ra. Cái cháu vô đi, chụp. Chị cho tí đúng người ra xuống, chụp này chụp cho cô. Tí đúng người ra là tí đúng người làm ra. Có cần thôi kèm luôn. Thu hai này cho cái sao. Một hai. Má hồng hồng. Má hồng mà trắng căng. Mà cỡ. Còn má hồng đâu mà sao mà ngồi, các bạn ấy ngồi ở lửa bếp lửa nhiều quá nó nóng quá nó nảy mà nảy môi. Qua chụp cái bà chụp đi. Dạ thôi, anh chụp. Nhờ anh chụp giùm đi, đang quay phim.